Hình như tiểu thư Lily đã thực sự rơi vào lưới tình rồi. Ôi, Herman. Câu chuyện lãng mạn về mối tình sét đánh giữa nàng Macaron Lily và anh chàng quái vật Herman. Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua mọi sự cấm cản? Chúng ta phải làm mọi cách để loại bỏ tên Herman Monster đó. Ta không muốn Lily ở bên người như hắn. Tìm câu trả lời trong Nhà Monster trên kênh Cinemax.